Xe khách mang logo sau việc lấn làn vượt xe tải trên cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Chiều ngày 2 tháng 6 năm 2020, trên tuyến cao tốc Hà Nội-Lào Cai chiều về Hà Nội, trên đoạn đường có nhiều xe ô tô tải đang chạy, thì xe khách có BKS 29B61220 gắn logo của công ty sau việc đã nhấn ga lấn làn vượt mặt. Điều đáng nói là trong lúc lưu lượng xe ô tô tham gia với mật độ cao, điều này làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Đề nghị lực lượng chức năng sớm làm rõ vai trò, trách nhiệm của chủ phương tiện và tài xế xe ô tô BKS 29B61220 để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.